Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn có biết rằng mật ong là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất hiện nay, cùng với đó là các thành phần kháng sinh tự nhiên, hydrogen peroxide và vitamin. Chính nhờ những thành phần này mà mật ong sẽ giúp làn da chống lại các gốc tự do gây nên quá trình lão hóa da, đồng thời cung cấp độ ẩm, tái tạo collagen giúp da phục hồi tổn thương nhanh chóng. Ngoài ra, mật ong còn có chứa enzyme glucosidase, chất này có thể chuyển hóa thành một loại sát trùng tương tự như oxy già, giúp diệt khuẩn cho các vết thương trên da. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, để hiểu rõ hơn về cách làm và áp dụng trị sẹo, thì tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho một cách trị sẹo tại nhà bằng mật ong. Trong mật ong còn có chứa một số axit và đường tự nhiên có khả năng loại bỏ tế bào chết ở khu vực bị thâm sẹo. Nhờ vậy, vùng da sẹo bớt sậm màu hơn. Ngoài ra, mật ong cũng cung cấp độ ẩm vừa đủ cho da, giúp tái tạo làn da và chống lão hóa. Từ đó, vết thâm sẹo xấu xí cũng sẽ mờ dần dần. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào cho đúng thì ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là tinh bột nghệ. Sữa chua không đường, các bạn nhớ là sữa chua không đường nhé. Một quả cà chua. Và không thể thiếu đó là mật ong. Giờ với cà chua thì các bạn loại bỏ sạch vỏ và thái nhỏ ra. Dùng một cái cối xay, sau đó các bạn cho cà chua vào xay nhuyễn. Và đây là cà chua sau khi mình đã xay nhuyễn. Giờ mình sẽ cho ra một cái bát. Dùng một cái bát, sau đó các bạn cho vào một muỗng cà phê tinh bột nghệ. Một muỗng cà phê sữa chua không đường. Với cà chua xay thì cũng cho vào một muỗng cà phê. Và cuối cùng với mật ong thì các bạn cho vào 2 muỗng cà phê, sau đó khuấy đều. Và như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong rồi đấy. Và đây là bát hỗn hợp dùng để trị sẹo của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Mỗi ngày các bạn sẽ dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da bị sẹo 2 lần. Mỗi lần bôi thì các bạn sẽ để tầm 30 đến 40 phút, sau đó mới rửa sạch lại. Để có hiệu quả cao và nhanh thì chúng ta sẽ áp dụng hàng ngày các bạn nhé. Nếu không sử dụng hết, các bạn hãy đậy kín và để ở nơi khô thoáng để sử dụng dần. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách trị sẹo tại nhà bằng mật ong. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.